Dạ hello, xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả cô chú anh chị. Thì chúng ta hôm qua nay thì chúng ta nghe rằng là chuyện mẹ bé Thư đó là gọi điện xin lỗi bên gia đình của Cường đó. Cái chuyện đó là tốt cô chú anh chị, thật sự cái điều đó là tốt đó. Bây giờ hai bên gia đình đó thì nó phải hòa thuận như thế rồi chúng ta mới tìm cái nút thắt, cái nút gỡ ra. Chứ hai bên á, tôi nói thiệt ra cứ cái tôi lớn quá, ai cũng không chịu nhận sai hết. Nhưng mà mình nghe được rằng là mẹ của bé Thư gọi điện xin lỗi cái bên gia đình của Cường thì cái chuyện đó tốt thôi. Nhưng mà mình nghe anh em YouTube chia sẻ với mình á, thì hôm bữa qua đó thì cũng gọi là làm ì xèo hết, làm đơn làm đồ đó có chút gì, làm đơn làm đồ để mà thưa kiện đó, nhưng mà người ta không có xử lý bởi vì kiện nó không đúng mục đích, với lại là nó cái chuyện mà kiện khơi khơi để mất làm mất thời gian phía bên cơ quan chức năng đó, thì người ta nhìn vào cái lá đơn nó không có kết quả gì cả, nó mù mịt mù mờ, nó cái kiểu mà nó kiện nó không có chủ đích, rồi nó cũng không có mục đích, nó là không có, nên là người ta thấy người ta không có nhận. Cho nên vì lẽ đó có lẽ là với một phần anh em YouTube họ đốc đôn đốc đồ vô nữa, thì bắt đầu là chắc có lẽ là xuống nước để gọi là gọi điện xin lỗi gia đình của Cường. Chuyện đó là tốt thôi, biết lắng nghe là tốt ha. Bây giờ tập trung vô bà mẹ nuôi đi. Bà mẹ nuôi thì tới thời điểm này cô chú anh chị biết rằng là tới thời điểm này ha, tới thời điểm này là họ đang đi ở Sài Gòn, họ không còn ở quê nữa, đang ở Sài Gòn quý vị, đang ở Sài Gòn. Nhưng mà quý vị biết tại sao ở Sài Gòn không, thì quý vị biết không, có anh chị nào biết tại sao ở Sài Gòn không ạ? Đơn giản thôi, đi tránh bão. Cô chú anh chị biết không, tôi có một người quen, không phải là người quen của tôi mới quen chị này gọi điện cho tôi hôm qua đó, thì nói rằng là trời đất ơi, mẹ của ông Thư với lại luôn chỗ mẹ nuôi nó, mẹ ruột nó, hai người mẹ của nó không có lạ gì với cái chị này á. Chị này ngày xưa là chủ quán gì, chủ quán gì gì Phượng Phượng quên rồi ta, cái gì Hồng Phượng ha, gì Thanh Phượng gì đó, cái gì Phượng Phượng đó. Thì ngày tôi sẽ quay, chị này sẽ lên video clip nói rõ luôn. Tôi mới nói rằng là mẹ bé Thư thì như thế nào chị, thì chị này nói thì cũng thứ thiệt à, thì mình cũng không tiện nói ra là thứ thiệt là thứ gì, mình nghe gì thì mình chỉ biết thôi, nói nhiều lắm, nói ở đây mười mấy phút đây thì tôi cũng để đó. Còn chỗ bà Loan á, thì như thế nào chị, bà nói là cũng thứ dữ à, thứ dữ. Nhưng mà bà Loan á, thì là má mì. Thì nói chung là chị này kể rất rất là nhiều chi tiết giai thoại về bà Loan này. Tôi mới kể một điều như này, tôi nói sau khi em tiếp xúc với bà Loan á, sao em thấy bà nói chuyện rất là cái gì đó, một cái người chững chạc đạo đức lắm mà chị. Thì cái chị này nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu sâu bóp và bông gân chật tay chật khớp, xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Này chị nói trời đất ơi, bánh mì ơi, chị lại em, trời ơi, nó là như vậy đó em à, nó là chuyên nha, nó là chuyên cho mấy con nhà nghèo á, mấy con nhà nghèo đó là mượn tiền đó, mượn tiền 5-7 triệu gì đó, rồi họ giao con cho nó dẫn đi làm, thì em biết kết quả là gì rồi đó, nó như vậy đó. Thử thời ngày xưa đó, con của cái con Quyền này á, mà nếu là con trai nó không bao giờ nó nhận nuôi, chị dám chắc với em luôn, con gái nó mới nhận nuôi, thì kết quả như thế nào, giống như con Thư nó có nói hay không thì em biết rồi đó, em biết rồi đó. Rồi xong á, bà còn nói thêm là nó có hai đứa con gái, nó cũng không ra cái đám ôn gì, thì bà này sẵn sàng đối chất đối diện không, sẵn sàng làm nhân chứng đối chất. Rồi bà nói bây giờ tại vì bà buôn bán hơi khó khăn đó, chứ nếu mà bà khỏe khỏe gà như ngày xưa đó là bà đi về quê, đi xuống dưới coi như là tận Vĩnh Long bà vạch cái mặt nó luôn á, bà nói như vậy luôn á, thì mình cũng không biết kết quả như thế nào. Nhưng mà theo cái dữ liệu mà chị này chia sẻ thì chị này nói rằng là em tham gia vô cái vụ này là chị hoàn toàn không đồng ý, bởi vì cái chuyện nó xàm xí lắm.
nó chả ra làm sao hết á. Chị coi rồi đó, thì bây giờ á em mới nói là nếu như vậy theo chị cái mục đích của chị là gì, thì chị này nha, theo cái phán đoán của chị này á, thì bây giờ cái nước mà làm căng không được nha, làm căng không được sẽ nhu, làm căng không được họ sẽ nhu, nhu để chi, để vô cái thế mà nhận lại con, thương con, yêu con, mến con, quý con, về nhà đi con, mẹ lo cho hết từ A đến Z nha con. Rồi xong sau đó cái kết quả cuối cùng thì có thể là đi xuất khẩu lao động đó, có thể là như vậy đó. Bà này, theo bà này phán đoán là như vậy, thì ở góc độ quý vị có nghĩ cái điều đó hay không? Với góc độ tôi thì thấy người trong giới, người trong giới giang hồ thì họ nói thì ít nhiều gì họ đọc vị được những người, họ đi rút trong bụng được những người mà đã từng trải, đã từng có kinh nghiệm sống trong cái môi trường đó, thì tôi có thể một phần nào đó là tôi tin đó cô chú anh chị, tôi tin đó nha, chứ không phải tôi không tin đâu. Bởi vì tôi nghĩ rằng một điều như thế này nè, tại sao nói giúp, rồi tại sao gây cự nợ, rồi tại sao gây áp lực, mọi thứ nó đều nó hư không hư vô á, nhưng mà kết quả rút ruột cuối cùng á không làm được gì, rồi bắt đầu chơi qua cái chiêu bài gọi là gọi điện xin lỗi. Thì một phần nào đó thôi, thì mình cứ đặt cái dấu hỏi đi, chứ mình bây giờ người ta tốt mà mình nghi ngờ vậy là cũng không đúng, đúng không cô chú anh chị? Nhưng mà người trong giới nói thì mình phải cảnh giác. Thì tôi mong rằng là những người mà ví dụ như yêu mến mấy đứa nhỏ đó, giúp được gì thì nên giúp, cũng nên chú ý, cũng nên là để mắt tới tụi nó. Và nếu được thì quý vị cũng nên nói cho em, cho cháu nó coi như là có những cái phòng bị, những cái phòng ngừa, những cái phòng hờ. Tại vì cuộc sống bây giờ thiệt sự mà nói với quý vị muôn màu muôn vẻ, nó không biết được cái kết quả, cái hậu quả nó như thế nào. Cho nên chúng ta đều phải là phòng ngừa là tốt cô chú anh chị, phòng ngừa là tốt. Chứ còn mà để mà nói là coi như là không phòng ngừa là không được. Theo cái chị mà chị kể này á, chị kể ghê gớm lắm quý vị, chị kể ghê gớm lắm. Tôi thấy, tôi nghe chị này kể và tôi cũng nói óc cục với những người làm trong cái giới này. Thiệt sự ra đó là cũng một cái nghiệp, một cái công việc nó không được gọi là lương thiện cho lắm. Nhưng mà thôi, biết sao bây giờ, cuộc sống mỗi người mỗi việc, mỗi cây mỗi hoa, thì mỗi nhà mỗi cảnh, không, mình không sống trong môi trường đó, mình thấy cái môi trường đó nó phức tạp như thế. Còn họ sống quen trong môi trường đó rồi, họ thấy môi trường nó rất bình thường. Cho nên tôi chỉ mong rằng bé Thư và Cường trong thời gian sắp tới, nếu mà chỗ mẹ ruột nha, đã coi như gọi điện xin lỗi bên phía Cường như thế rồi, thì hai bên thống nhất đi đến coi như là có cái sự bàn luận, cái sự mà bắt tay nhau kết hợp cho nó chặt chẽ để làm ra những cái sự việc coi như là tốt nhất cho anh Cường, càng nhẹ càng tốt. Bởi vì nếu không như vậy á, thì Cường á nó rất là khổ về sau. 7 năm dài đằng đẵng, tôi nói thật với cô chú anh chị, 7 năm cuộc đời nha, người ta chỉ cần 3 hoặc 4 năm thôi. Nếu mà chịu đi làm 3 hoặc 4 năm, có thể chúng ta thay đổi một số phận con người. Nếu chúng ta biết xài tiết kiệm, biết coi như vung vén trong gia đình, cô chú anh chị biết không, nếu như mà 7 năm cuộc đời nó không phải là dài mà nó cũng phải là ngắn, nhưng nó cả một hành trình của cuộc đời đấy. Bởi vì 7 năm của chú anh chị cứ tưởng tượng mà xem, nếu hai đứa mà đi làm chịu khó tằng tiện nha, chịu khó tằng tiện, đứa đi làm mỗi tháng 5 triệu thôi, đúng không, chịu khó tằng tiện tiết kiệm, thì bắt đầu là mỗi gán dành 5 triệu ăn uống 5 triệu để dành 5 triệu đi. Thì một năm nó có nhiêu, có 60 triệu, mà 7 năm 6 lần 7 là bao nhiêu cô chú anh chị? Mấy trăm triệu đó.
hành trình đó, tôi tính cái chàng tôi tính cái nước xa đó, không tôi lo xa tôi tính cái nước xa, chứ bây giờ không ai làm mà 5 triệu một tháng đâu, chỉ dưới quê thôi, chứ còn Sài Gòn thì phải lương nó khác. Biết tằn tiền một quá trình, tôi đã từng như thế nên tôi hiểu, tôi trải qua những giai đoạn như thế nên tôi hiểu cái sự tiết kiệm và cái sự coi như tằn tiền như thế nào ra làm sao và nó dẫn đến cái kết quả là gì, đơm bông kết trái đó. Cho nên đó là làm như thế nào đó mà cương nó được cái mức án mà gọi là thấp nhất, nhẹ nhất cho bản thân nó là cái vị coi như là đã làm phước làm ơn rồi, không? Còn vấn đề cho bé Thư á, rất là nhiều đồng người đồng tình với tôi cái chuyện mà chắc có lẽ trong thời gian cường mà đi trả giá cho việc mình làm đó. À, đi đi cái chung đó là đi đi thi đi, thi rồi là đi nghỉ dưỡng đó, thì có lẽ là ở nhà Thư sẽ nhận được một cái kết quả là có thể là nhiều khi đi lao động nước ngoài cũng không chừng, thấy không, đi hợp tác lao động nước ngoài 1-2 năm rồi về cũng không chừng. Tôi nghĩ vậy, bản thân tôi nghĩ như vậy thôi, chứ còn mà xấu xa nữa thì mình không nghĩ, mà không biết có đủ tuổi để đi hay không nữa, nó cả một hệ lụy nữa đúng không. Mà biết đâu được thì mẹ của bé Thư cũng người đã từng trải, cũng người đã đi nhiều nhiều nước trên toàn thế giới, người thông thái hiểu biết là nhiều khi là cũng có cách cho Thư đi cũng không chừng, đúng không cả nhà. Thì mẹ của Thư thì giỏi mà, cô chú anh chị thấy là rất là lanh lợi trong cái việc đó, thì chúng ta cũng đợi xem, chờ xem sắp tới nó sẽ diễn biến thêm là cái gì. Còn việc bà mẹ nuôi tới thời điểm này thì tôi nhận được thông tin bà đã có mặt tại Sài Gòn, bà mẹ nuôi đã có mặt tại Sài Gòn, bà không còn dám ở quê nữa, bà này không còn dám ở quê nữa. Và những gì bà này nói tôi nghĩ rằng, tôi tin rằng là bà này là hầu như là diễn là chính, diễn là chính, diễn trước mặt mọi người, diễn trước mặt anh em, dẫn dắt câu chuyện theo một cái hướng khác để cho anh em tin. Bởi vì tôi thì không bao giờ tôi tin những người mà làm trong cái ngành đó mà kể chuyện, mà tôi cũng chả tin thằng Nghiện nó trình bày. Bởi vì tôi biết rằng là cô chú anh chị biết rằng là khi mà là vào cái hướng đó, thì lúc nào cũng đổ thừa cho cái câu là tại vì gia đình nhà em nghèo đó, như thế như thế như thế cho nên em mới sa chân vào đây đó, khóc lóc kể lể, tại tôi đi tôi gặp hoài à. nói vui gì thôi, ở trong cái môi trường đó, nó như vậy đó cô chú anh chị đó, kể lể khóc lóc nó thành một cái câu chuyện. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái niềm vui nó được coi như là hai bên coi như là giải tỏa rồi, thì cho nên nó là một phần nào của chú anh chị cũng hiểu được căng không được thì nhu, cương không được thì nhu đó. Nhưng mà nhu thì nhu được bao lâu sẽ cương lại thì không biết. Thì cái sự việc này cô chú anh chị nó trong thời gian sắp tới chúng ta chờ xem. Nói đây thì để chúng ta phòng thủ phòng phòng ngừa thôi, chứ còn mà để mà coi như là để công kích gia đình họ thì gia đình họ cũng chả để gì có gì để mình công kích đâu quý vị. Mình chỉ mong là cố gắng giữ được cái lửa mà gọi là gia đình, coi như là lúc khó khăn nhất cần nhau, lúc mà coi như là gian nan nhất nắm chặt tay nhau bước qua những cái giai đoạn khó khăn, thấy không. Chứ còn đừng có để mà coi như được vài bữa dăm ba bữa đó bắt đầu là này kia kia nọ nó, chứ tôi thấy cái dấu hiệu là nhiều lắm đó nha. Tôi luôn luôn theo dõi và tôi sẽ soi đó quý vị, tôi sẽ soi đó. Trời ơi, tôi mà cỡ tôi mà sao tính mối với tôi đâu có mối được, tôi đâu có mê mà cái chuyện mà lu sơ bu đâu, mà cũng muốn coi như là quơ quào tôi lắm, nhưng mà làm sao được cái vị. Tôi có mắt nhìn người, tôi trải đời mà, gia đình tôi con cái tôi mới là để trên cái cân nặng. Còn tôi dặn phù phiếm bên ngoài, chẳng thà tôi bỏ tiền ra tôi làm tôi chơi chứ, cái còn cái chuyện mà lu sơ bu này kia cái nọ là tôi không có. Nhắn tin cho tôi nhiều quá tôi gọi tôi chửi luôn á, đừng có nói quen biết gì, thân thích thì tôi chửi luôn á. Tôi không thích người, tôi không thích nghe điện thoại nhiều đâu, thật sự luôn á. Tôi làm rất là nhiều drama rồi, quý vị có bao nhiêu người được tiếp xúc với tôi đâu, tôi không phải tôi chảnh. Nhưng mà tôi cho rằng là xàm, gọi tôi nhiều quá tôi nói nhiều chuyện sao nhiệt tình vậy. Tôi gọi điện cho điện tôi nói thẳng luôn á, coi được rồi ý kiến cái cò thì tự mà lên clip, tôi không cho ý kiến cái cò đâu, có tính tôi khó chịu lắm. Trời ơi, tôi chảnh lắm à,
dắt theo con chó, bây giờ mất con chó rồi còn chảnh chảnh thôi đó. Ôi trời, nhiệt tình quá, gọi điện mà nhiệt tình quá, tôi gọi là tôi chửi luôn á, đừng có đùa. Cho nên không có cái chuyện mà quơ quào tôi được đâu nhé, nói thẳng là vậy đó. Cho nên là đừng có nghĩ sâu xa quá, nghe không? Đó, đừng có bày đặt thương thương mến mến tôi gọi điện tôi hoài này, cái đó không được đâu rồi nha. Tôi là coi như gọi điện là công việc, tính chất công việc là chính thôi, chứ gọi điện mà để nói nhảm nói xàm tôi không có đâu, không có thời gian đâu. Tôi cũng ra ngoài tôi cũng ít nói lắm, tôi nào nhậu nhẹt rồi tôi giỡn nhiều, chứ còn không thôi tôi chả nói. Ở nhà một ngày tôi cũng chả mở miệng ra thèm nói, nhưng mà ra ngoài đường gặp anh em là giỡn hết mình, nói khi nào nói miệng không thể nào kéo da non luôn á. Nhưng mà tôi thì tôi nói nãy giờ tôi nói tôi đánh chống lãng qua lại đó, nói gì cho một số khán giả, một số anh chị là ngấm ngầm có thể là xem kênh tôi lâu hiểu tôi đang nói vấn đề gì đó, chứ không phải giỡn đâu nha. Hiểu tôi đang nói vấn đề, tôi chưa muốn nói thẳng thôi, nhưng mà để đó tôi sẽ có những video clip sẽ nói thẳng cho quý vị xem, quý vị nghe nha. Hiện giờ bà mẹ nuôi thì tôi đã nắm thông tin là bà có mặt tại Sài Gòn này rồi, không chừng tôi qua tôi là coi như tôi quay bả, tôi đem tôi đam bả luôn bây giờ đây này, thấy không? Đó, không chừng đó. Rồi nói chung là chia sẻ buổi sáng ngày hôm nay xíu đó với quý vị ha, một cái niềm vui thì mong rằng là hai bên gia đình tìm được một cái nút thắt tháo gỡ để cho coi như là tìm một cái hướng nào đó cho nhẹ cho thằng Cường, bởi thằng Cường với Thư nó thương nhau, nó cũng không ai dụ ai. Trong thời gian vừa qua thì gia đình Cường thì cu mang Thư nó như thế, cho nên được cái sự mà coi như là yêu mến, quý mến, tôn trọng của Thượng Tư thì nó theo thôi, chứ không ai chứa chấp, cũng không ai gì, thấy không? Đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị ngày hôm nay. Cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị buổi sáng nha. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cô chú anh chị ha, ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhỏ, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu sao bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, những người mà bị coi như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền nha, rượu sao bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000. Còn chai rượu sao bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.